Đồ Vô Đức Hiền kính chào quý vị. Lúc này đang là sáng ngày 14 tháng 12 2018 và chúng tôi đang đánh dê giáp một chiếc tủ chè bằng gỗ gụ rất là đẹp. Và cái này thì với cái giá rất hợp lý là ở tại xưởng chỉ là 32 triệu. Chiếc này chúng tôi đang làm để hoàn thiện để chuẩn bị chuyển đi Hải Phòng cho một bác đã đăng ký cách đây một thời gian. Vậy là đây là chiếc tủ chè cánh cong với cái lèo kép là hồng chỉ, đây là lèo kép chim hoa. Thế còn bên dưới là bệ ngũ phúc. Cái cánh thì đây, cánh thì khảm hầu như là ốc, rất là nổi đặc sắc đây. Một bên là, bên này là tam cố thảo lư Lưu Huyền Đức, bên này là thái công thất thập ngộ Văn Vương. Đấy là những cái điển tích mà cầu người hiện tại. Và ở một cái, những cái góc nhất định thì là nó lên màu sắc rất là rực rỡ tùy góc. Và lúc này chúng tôi vẫn đang làm dở dang, nó chưa xong. Tạm biệt quý vị.